Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô màu làm sao cho thật là đẹp nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Đầu tiên mình sẽ đi chọn màu để tô cho bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn theo dõi quá trình mình đi tô màu nhé. Có một giây đọc cái nghĩa gì đây, nghĩa đè có đọc một giây đấy, một mình mẹ đi tất rồi. Lên trên nhà với cổ nhà có biết trên nhà có làm mình củ nào không, hỏi mà nó biết rồi chả biết không ghê quá chả ghê không cái gì chả biết bị mình dồn tiền mà không dồn tiền một phút mẹ dồn ra dồn gì cũng chút về mà ừ. Nhưng mà cất nhiều tiền vào đấy quá cho nó trời hỏa luôn, mất cái có mất cái gì không? Tôi tính bỏ mất mà chỗ cửa chỗ nhiều quá tít chỗ tầm 4-5 triệu sao tít để mới lại nói luôn mà nó chết quá rồi. Tìm cái gì nói luôn. Ô thằng này không đóng cửa à? Mẹ à. Đá. Đó, đi từ hôm qua rồi. Và rồi em sông sông uốn khúc ta yêu nhau. Có điểm anh ngửi chim thế nó lồn nó cắn này. Ta yêu nó sẽ đẹp hơn. Anh làm 50 video cái đợt mỗi ngày 50 ba mẹ mỗi mẹ 50 thì vì lúc đấy 6 phút một video mẹ 6 phút một video nhưng phải là 5 phút mới tạo 4 phút như nẹ đầu. Tôi mà nó cảm dòng sông dù cho khó khăn thế nào thì em hay hơn luôn có anh về bên ngày xưa em đang đây chẳng vào đời không có cái gì ngoài em và tình yêu. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp thế cho mình xin lượt like lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình đã đi tô màu xong rồi, các bạn thấy những tô màu đẹp hay tôi xin lượt like đăng ký kênh cho cả các bạn rất nhiều.
Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô mỏ làm sao cho thật là đẹp nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Đầu tiên mình sẽ đi chọn màu cho bức tranh của các bạn ạ. Các bạn theo dõi quá trình mình đi tô mỏ nhé. Một giây ngập nghi như thế này, nhìn thế này. Có đọc một giây rồi. Một mình mẹ mới tất rồi. Ai là lên trên nhà lên cổ. Nhà có biết trên nhà có làm gì của nào? Không hỏi mà đã biết rồi. Chả biết không. Ghê quá. Chả ghê không. Cái gì chả biết. Bị mẹ tốn tiền mà tớ kiểu mẹ dâu già dâu gì cũng chút què này buồn, nhưng mà cất nhiều tiền vào đấy quá cho nó trời hỏa luôn, mất cái có mất cái gì không đấy tôi tính cho bỏ mất mà chỗ cửa chỗ nhiều quá tít chỗ tầm đúng 5 triệu sao tít tìm mới lại nói luôn. Tìm cái gì nói luôn. Ô thằng này không đóng cửa à? Mẹ à. Đá. Và rồi em sống uốn khúc ta yêu nhau. Ô điểm anh ngửi chim thế. Con lồn nó cắn này. Anh làm 50 video cái đợt, mỗi ngày 50, ba mẹ, mỗi mẹ 50 thì vì lúc đấy 6 phút một video thì mẹ 6 phút một video nhưng phải là 5 phút mới cả 4 phút nhìn nẹ đầu. Tôi mà có cảm sống sống dù cho khó khăn thế nào thì em hay hứa luôn có anh về bên hồi xưa anh mà đã chẳng vào đời không có cái gì ngoài em và tình yêu.
Như vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp thế cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình đã đi tô màu xong rồi, các bạn thấy như tô màu đẹp hay tôi xin lượt like, đăng ký kênh cho cả các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay